Thưa quý vị liên quan đến sự việc sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phải ăn cơm canh thừa, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong việc đảm bảo đủ định lượng, chất lượng ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm cho sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức bếp ăn tập trung cho sinh viên học tập môn giáo dục quốc phòng an ninh, chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo đúng đủ định lượng suất bữa ăn, tài chính công khai minh bạch, không để lãng phí thất thoát, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước đó thì phản ánh tới các cơ quan báo chí, một số sinh viên năm nhất Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết các em phải học giáo dục quốc phòng an ninh theo quy định và nộp 1 triệu 630 000 đồng chi phí ăn ở tập trung trong vòng 2 tuần. Trung bình một ngày, nhà ăn của khoa giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Bách khoa Hà Nội phục vụ khoảng gần 2.000 suất ăn cho học cho sinh viên, học giáo dục quốc phòng với mức giá là 85.000 đồng một ngày cho 3 bữa. Đều đặn ngày ba bữa, các đơn vị hành quân từ khu nhà ở đến nhà ăn A15, nơi tầng 2 của khu nhà này dành riêng cho sinh viên học giáo dục quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, thì phần lớn các suất cơm đã được chuẩn bị sẵn trên bàn là cơm thừa từ các bữa ăn của một trung đội đã ăn trước đó khoảng 1 giờ. Các sinh viên này có nhiệm vụ thu gom cơm thừa trong bát của từng bàn, trộn đều, đổ vào khay. Sau đó nhân viên của nhà ăn đổ số cơm thừa vào thùng đựng cơm chung và tiếp tục chia cho các đơn vị đến ăn sau.